Rồi, xin chào quý anh chị đến với tiếp theo mình hỏi nha. Đây là chị Lon. Dạ, chị hơi buồn hả cả nhà? Buồn nè. Lon hỏi vui cả nhà ơi. Giờ là phấn khởi luôn, vừa chính hãng của chú chị. Lon ơi, chị có cái địa điểm mà lúc mà tới cái bữa ngày mình khai trương cái gì cái shop ở dưới đại lễ của hội bánh trung thu á chị? À, ở Thủ Đức á hả? Dạ. Sao anh? À, có ngày chưa? À, có rồi để để nghe con cái để cho cô chú anh chị gần xa biết đến bữa đó là cả nhà đến trước tiên là ủng hộ cho chị Lon này và trưng bày mỹ phẩm cho đồ ăn vặt có đặc biệt nhất là bánh trung thu đó, bánh trung thu thế nào đó, chị Lon chị lấy địa chỉ ngày 6 tháng 9 đến 15 tháng 9 ngày 6 tháng 9 đến 15 tháng 9. Chị ở quầy số mấy? Cái đó đang dựng rạp lên chưa chị? Đang dựng. Chị ở quầy số mấy? Chưa, bây giờ đang set up lên rồi mới báo cái quầy chính xác chị. Hôm bữa chị nói em tưởng chị dựng cái rạp mình chạy đến tháng này. Chưa có. Mới nói rồi nó lâu nó chạy đi kiếm chị không? Hả? Ở gần khu Thảo Điền đúng không? Ở công viên gì đó. Công viên gì đó. Công viên bờ sông Sài Gòn đúng không? À, công viên bờ sông Sài Gòn thì ở đó thì chị có cái khu Thảo Điền á. Có khu Thảo Điền á, gần cái khu mà hôm bữa chị đăng MV của anh Miên Vũ á. À, gần đó luôn á, gần đó luôn. Không có biết đường cũng gần đâu. Công viên bờ sông Sài Gòn. Xuống cái cầu Sài Gòn thì sổ dốc và quẹo trái, quẹo phải có đường luôn những cái cầu là tới luôn. Giờ đi ra đó mới biết là cái chỗ đó thôi. Dạ chị ơi, không hả? Có gặp. Dạ chị ơi. Chưa. Mà anh nghe cái thông tin này nữa luôn nè, bất ngờ luôn nè. Là hầu như là bữa đó anh em YouTube mà được đi quay. Nhưng mà riêng cái kênh về tin ba miền gì đó không được, đúng không Lon? Ai đồng tin ác vậy? Nghe kênh sự kiện 78 nó nói vậy đó. Cả nhà mình nhớ qua bên kia bên tin ba miền nhiều nha. Không, mình đi ngược lại. Rồi. Chưa có hai người nhảy có tham gia. Hả? Hai bạn gì có tham gia? Không phải. Phải là quên sang hả? Linh tí. Không, của cái MV của ảnh mà không con. Ủa đó lên uống cà phê đi. Bữa đó lên uống cà phê đi. Để coi là tôi có cái ngày đó có gì mới đi. Chứ Linh chắc cả ngày. Chắc cả ngày. Nghe đồn là Linh tí quay cả ngày luôn á, mệt mỏi á. Nói chung là bọn em cũng được make up hết. mỗi em đây là có một quai hết. À vậy hả? Ôi, thì đẹp đi, em đi lớn mà. Ngon. Nghe Bích Trâm nói là đầu tư đâu về 6.7 tỷ gì đó. Hoài luôn. Cứ nè mấy anh em YouTube mọi em cũng đang thành diễn viên. Lên hết rồi, cái chuyến này là lên hết rồi luôn. Nếu cái MV nào có chị Lon là vui vui. Không, cái bài này của anh Tý mà em đâu lên được. Bài mới hả chị? Bài gì người hay mặc mà. Người hay mặc hả? Nhạc MV rồi đó. Bữa là cái kia rồi, còn này là riêng của ảnh. Còn hồi nãy anh thấy trên em có lên bài đó, anh thấy hình như cũng đang quay một cái MV mới gì đúng không? Em á. Với nhạc sĩ Minh Anh á. Của nhạc sĩ Minh Anh á. Bài mới hả? Chưa có MV. Bài tên gì chị? Bài tên gì? Tính mật. Nếu mốt lên thì xem được biết đúng không? Nói chung là anh nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh viết nhạc rất là hay. Mà anh cũng rất là nhiều, rất là dễ thương. Anh có đi dự mấy cái buổi họp báo rồi. Cái chương trình sắp tới của anh, chương trình rất là lớn là tuyển chọn giọng ca hai thế hệ đó. Có cô Phương Dung rồi ca sĩ, nhạc sĩ thấy Hùng nhiều lắm. Chuyến này là hợp lớn. Rồi có ảnh nữa, ảnh là ngồi trong ban giám khảo luôn. Nguyễn Minh Anh hả? Nguyễn Minh Anh á. Tại bỏ đi học báo của anh. Nhưng mà anh giỏi lắm đó trời. Mà hiền dễ thương lắm. Vẽ nhạc miền Tây, nhạc gì anh cũng biết trơn. Mảnh hình vô rồi. Biết nhạc rất là hay, nhạc anh nhạc hay. Có hồi rồi và chị Lon làm một ca khúc MV hát gì tăng cổ gì vậy? Hả? Làm một cái ca khúc nào hát gì MV tăng cổ đi. Cái mắt MV làm tăng cổ hát tăng cổ á. Của ai? Của chị á. Em cái lương á. Ý là bà miền nói bữa nào em làm một cái MV ca cổ quá, tăng cổ quá. Xong ca cổ tới. Biết đâu mình tập thấy anh Lâm Hùng chưa? Anh Lâm Hùng ca cổ chưa? Trời ơi quá tuyệt vời luôn. Đâu chú Hùng hồi xưa cũng có ca cổ đó nhưng mà đi hát nhạc không hát à. Nhạc không à, ngoài chứ trời. Ở nhà là hay làm này làm kia nhà cái ngồi đứng hát ca cổ chơi.
Rồi anh Lâm Hùng với Lâm Bỉ Dạ hát là cổ rồi cười, tôi nói cười lộn ruột lộn gan luôn. Bữa năm thấy anh méo miệng luôn rồi. Thấy anh méo miệng luôn rồi. Học kia rồi đâu phải như nhạc nhạc, nó còn dễ, có con tuồng một, có con điệu một, còn ca cổ đủ chứ. Ca cổ chủ yếu mà lấy hơi nhiều anh chị. Hơi rồi chứ xề, ơi tụt lâm chân. Đó, coi cái chương trình nó hay lắm, bên nghệ sĩ, diễn viên, đó, với cả ca nhạc. Mà chơi cái chương trình đó đó toàn là lên hát cái lương hát đâu được đâu. Ví dụ hát hát cái lương em qua ca nhạc thấy nó dễ đúng không? Hát được. Mà ca nhạc em qua ca cổ trời khó, rất là khó. Thấy mấy anh chị tập rất là khó. Hồi nãy chị Lan nói ngày mấy, mấy quên rồi nhỉ? Đó. Nãy chị nói ngày mấy anh quên mất đi. Ngày 6 tháng 9. Ngày 6 tháng 9 đến ngày 13 hả chị? Hỏi em cũng không nhớ nữa đó. 6 tháng 15 á. 6 tháng 9 đến 15 tây đúng không? Đến 15 tây. Đúng không? À, chị bán những mặt hàng rồi chị có nói luôn, nói lại đằng đi chia sẻ cho cả nhà. Thì có món giặt với lại mỹ phẩm thôi. Có bánh trung thu luôn không chị? Có bánh trung thu luôn. Chắc có lẽ là ngày nào chị cũng ở dưới đó ha. 15 với 16 là 13 ngày chị ở dưới đó ha. Không phải phiền. Chị tới chị lui chứ không ở trực tiếp chị. Sợ rồi. Còn công việc đủ thứ mà đó luôn. Thì Thái Viên đàn trẻ hơn nhà nữa. Đi cái nó chạy tùm lum nó mệt lắm. Rồi, cảm ơn em đến bữa đó cô chú chị xuống thì đó trường ở công viên chia sẻ công viên bà sông Sài Gòn chuẩn bị thì đó cô chú chị thấy chị em tôi rất là dễ thương của chú anh chị thì đó cũng những có một số là fan trên kênh là bọn tụi cháu nữa của chú anh chị thì cái vô nói xấu chị em tôi là bán cá bán này bán nọ thì lỡ danh tiếng của ba mình và cậu Năm Vũ Linh đó thì đó nhưng cô chú anh chị nó rất là dễ thương nó thì cũng hát đi diễn show này nọ các kiểu đó cô chú anh chị thấy không anh em chia sẻ đến YouTube đó thấy không cô chú anh chị mình cũng có một số bên trên nói những nọ luôn em rất là mệt luôn cô chú anh chị thì lúc đó cái livestream á em cũng nói rất là nhiều những các bọn cành kênh em cô chú anh chị thì có ủng hộ thì thôi like và đăng ký nha cả nhà thì thôi hiện tại bây giờ trời cũng hơi lâm râm rồi chị em Loan cũng lên lầu để nghỉ ngơi thì em sẽ chia sẻ đến video này cô chú anh chị cùng đoàn hát ra ngày 6 tháng 9 cả nhà thì hội cũng xin tạm dừng video cô chú anh chị ủng hộ tập like đăng ký cả nhà thì để có thông tin gì cũng chịu lo hàng chuyện đi hay chị hay là bùm bùm hay bất cứ cái gì họ sẽ quay lên chia sẻ cho cô chú anh chị chào chị cô chú anh chị ha ở video tiếp theo vui lắm và vui lắm mà cô chú chị ơi.